Chào anh em, kế bên mình đây là chiếc Honda CB650F. Đây là chiếc mô tô được Honda nhập về và bán chính hãng tại Việt Nam. Vậy thì chiếc xe này có gì đặc biệt? Anh em hãy cùng mình theo dõi qua video này. Trước tiên thì mình sẽ nói về phần đầu xe. Phần đầu xe được thiết kế theo hình chiếc khiên và cụm đèn pha phía trước được sử dụng công nghệ LED 2 tầng. Và cụm đèn phía sau cũng là sử dụng công nghệ LED. Nếu mà anh em để ý một chút thì cái đèn xi nhan ở đây, cụm đèn xi nhan trước và sau thì nó rất là giống nhau. Tiếp đến là phần ghi đông. Xe được trang bị một ghi đông khá là rộng. Khi mình chạy thì gồng có cảm giác hơi đau vai. Chiếc Ducati Monster 796 mà mình chạy trước đây có ghi đông ngắn hơn. Khi đi đường xa hay là đi trong thời gian liên tục thì không có cảm giác đau vai bằng chiếc Honda CB650F này. Honda trang bị cho xe hai mặt đồng hồ điện tử nhìn đơn giản và hiện đại. Nhưng chỉ có một số cái mà mình vẫn chưa thích ở cái đồng hồ này là số hiển thị vẫn hơi nhỏ và độ tương phản thì không được cao. Lúc mà mình chạy ngoài nắng, nhìn xuống không thấy gì cả. Nhiều anh em ở trên mạng hay comment và thắc mắc với nhau rằng tại sao ở một con xe 240 triệu lại không có phục upside down? Bởi vì Honda trang bị cho bộ phục trước công nghệ Showa Dual Bendingveld, có nghĩa là bên trong bộ giảm sóc nó có tới 2 van. Loại phục này mô phỏng giống như những loại phục có bình dầu rời phía bên ngoài. Khi đi ở trạng thái bình thường chúng ta sẽ cảm thấy êm ái hơn. Cái hay ở chỗ là nó sẽ giúp giảm hiện tượng chúi đầu khi phanh, hay còn được gọi là nose dive, giúp chia đều lực phanh cho cả hai bánh. Nhờ vậy mà tổng thể hiệu năng phanh của xe sẽ được cải thiện. Và còn phục sau, anh em có thể tùy chỉnh được độ cứng mềm của phục. Chiếc Honda CB650F này được trang bị bình xăng 17 lít. Và đối với mình thì 17 lít đã là quá đủ cho một chuyến đi xa. Với mức tiêu hao nhiên liệu là 20-25 km cho 1 lít xăng thì anh em phải đi 300 km mới phải tiếp xăng một lần. Chiều cao in 810mm thì anh em có thể thấy, với một người chiều cao 1m70 như mình thì khi ngồi và chống chân khá là thoải mái, không có vấn đề gì cả. Với tư thế ngồi thì dù đi trong đô thị hay ngoài đường trường, chiếc CB650F này vẫn mang lại cảm giác rất là thoải mái. Và đã có từng một người anh chia sẻ với mình về con xe này là chiếc xe này vừa đủ thanh lịch, lịch sự cho một con nợ thành đạt mặc vest đi bán hàng đa cấp, cũng như là vừa đủ nhanh để chạy nợ khi mà chủ nợ tìm đến. Honda trang bị cho CB650F một bộ mâm có kích thước bằng nhau là 17 inch, kích thước bánh trước là 120-70 và kích thước lốp sau là 180-55. Hệ thống phanh thì hệ thống phanh trước có hai đĩa, hai heo dầu của hãng Nissin và mỗi heo dầu có 2 piston. Còn bánh sau được trang bị một dĩa, một heo dầu cũng của hãng Nissin và chỉ có 1 piston. Hệ thống ABS được trang bị đều cho cả bánh trước và bánh sau. Về phần bô xe, cổ bô được làm bằng inox và bộ tiêu âm cổ bô chỉ còn 2 lớp thay vì là 3 lớp để giảm hiện tượng áp lực ngược, hay còn gọi là back pressure. Nhờ vậy mà công suất của xe được cải thiện hơn và tiếng bô nghe ác liệt hơn. Honda trang bị cho CB650F một khối động cơ 4 xi lanh DOHC, 4 thì, 4 van và có hệ thống phun xăng điện tử BGMFI với dung tích là 649cc. Động cơ này cho công suất tối đa 88,5 mã lực tại 11.000 vòng trên phút và moment xoắn cực đại đạt 64 Nm tại 8.000 vòng trên phút. Tỷ số công suất trên trọng lượng là 42,5 mã lực trên 100 kg. Nhìn từ bên ngoài vào thì cụm máy được thiết kế lồi ra ngoài, nhìn khá là hầm hố và ngầu. Còn nói đến cảm giác lái thì nhờ vào động cơ 4 xi lanh nên CB650F đi khá là mượt mà, phản hồi nhanh và thân thiện hơn so với chiếc Ducati Monster 796 2 xi lanh mà mình chạy trước đây. CB650F cũng đủ đáp ứng nhu cầu tốc độ của mình dù đi một người hay hai người. Tuy nhiên thì gu của mình vẫn thích cái cảm giác hỗn của chiếc Ducati Monster 796 hơn. Còn về phản ứng thân xe thì mình khá là hài lòng với CB650F vì khi vào cua phản ứng của xe rất là lanh lẹ và theo ý của mình. Phục xe thì thiên về hướng cứng, mình đi xe có cảm giác không được êm ái lắm, đi qua những gờ hay là những cái mấp mô thì khá là rung và rần, cảm giác rõ. Nhờ công nghệ Showa Dual Bendingveld giúp xe không bị chúi đầu khi thắng đã giúp mình cảm thấy an tâm hơn. Còn phần trải nghiệm thực tế thì mình cảm thấy hệ thống phanh xe hơi nhạt nhòa, chạy vẫn không có cảm giác tự tin lắm. Có những điểm mà mình rất thích ở trên chiếc CB650F này. Thứ nhất là vì nó có 4 xi lanh nên đi rất là êm ái và thân thiện. Cái thứ hai là xe rất là gọn gàng, không quá to nhưng nhìn vẫn rất là hầm hố. Và cái thứ ba mình muốn nói đến
là xe có thể chạy trong phố hay đi tour đều rất là ok, không có vấn đề gì cả. Anh em đừng nghĩ là với xác xe trên 200kg thì sẽ khó khăn di chuyển trong phố, mình chạy vẫn rất là bình thường. Và điểm thứ tư mình thích ở trên chiếc xe này đó chính là cái phần bô xe. Tiếng bô không quá to, nghe êm tai và mình vẫn có cảm giác thích thú khi mà lên ga, bởi vì tiếng gió rít nghe rất là sướng lỗ tai. Có hai điểm mà mình thấy rất là thú vị ở trên xe. Cái thứ nhất là phần dưới yên có hai cái bát bằng inox. Thì mình được biết hai cái bát này anh em có thể gắn khung và gắn thùng ở phía sau để khi mà anh em đi tour đi xa có chỗ để đựng đồ nhiều hơn. Và cái thứ hai là phần ốp nhựa ở bên hông xe nó được gắn liền với lại thân xe nhờ băng keo hai mặt chứ không phải là bằng ốc vít hay là bát gì cả. Nhưng vẫn có một số điểm mình chưa hài lòng lắm về chiếc Honda CB650F này. Thứ nhất là về phần ghi đông, mình cảm thấy ghi đông vẫn chưa được cứng cáp lắm. Khi lên vận tốc cao cảm giác dần thấy rõ, có thể là mình sẽ gắn thêm trợ lực để ổn định hơn. Tay lái thì khá là trơn, cụm đèn xi nhan trước sau thì khá là lạc lõng so với tổng thể cứng cáp của xe. Đèn pha phía trước xài đèn led trắng nên dù có mở đèn pha khi chạy buổi tối thì mình vẫn cảm thấy không thấy rõ đường. Có thể anh em sẽ gắn thêm đèn led trợ sáng hỗ trợ cho mình chạy vào ban đêm. Và cuối cùng là lốp xe, dù đi đô thị, đường trường, trời mưa, trời nắng thì mình vẫn có cảm giác khá là trơn. Với quan điểm cá nhân mình thì quyết định mua Honda CB650F là hợp lý, bởi vì thứ nhất là giá tốt, thứ hai là nhìn hơn hai người anh em của mình là Honda CB500F và Honda CB500X. Từ hai phiên bản 500 phân khối anh em chỉ cần bỏ thêm 50 triệu đồng là anh em đã có thêm gần như là gấp đôi mã lực và từ 2 máy lên 4 máy. Vừa rồi là nhận xét của mình về chiếc Honda CB650F này. Hy vọng là anh em sẽ tìm được một chiếc xe hợp lý với mình. Chào anh em.